Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nay mình lại tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái thủ thuật tải video trên Facebook bằng ứng dụng Kmaster. Thủ thuật này cũng đơn giản nhưng ít anh em biết. Để biết mình làm như thế nào, mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình. Để tải được video trên Facebook bằng Kmaster, nhất định anh em phải có cái ứng dụng Kmaster rồi. Anh em có thể tải trên cửa hàng Sparkplay hoặc anh em có thể tham khảo Kmaster trên cái kênh của mình luôn. Và thứ hai, anh em tải giùm mình cái ứng dụng này giống y chang trong hình nghe anh em. Tải video Facebook Full HD 4K. Sau khi anh em tải xong hai ứng dụng này rồi, bây giờ mình bắt đầu. Đầu tiên anh em vào ứng dụng tải video Facebook. Anh em đợi một chút xíu. Bây giờ anh em chọn Agree. Ở đây nó sẽ xuất hiện một cái giao diện y chang như thế này. Bây giờ anh em thoát ra vào cái ứng dụng Facebook để tìm cái video mình tải về. Vì nhiều vấn đề về bản quyền trên YouTube nên mình lấy một cái video trên trang cá nhân để mình làm hướng dẫn cho anh em. Chọn video này đi. Để lấy liên kết, anh em vào ba chấm. Anh em chọn sao chép liên kết. Bây giờ anh em thoát ra vào cái ứng dụng tải video Facebook nè. Bây giờ anh em dán cái đường liên kết vào cái ô vuông ở đây. Anh em chọn chỗ đo lock now. Anh em chọn OK. Bây giờ anh em đăng nhập tài khoản Facebook của mình vào đây. Xong anh em chọn chỗ đăng nhập. Anh em chọn OK. Bây giờ anh em thấy chỗ đo log video nè, HD nè, SD nè, 720p nè, 480p nè. Đó là chất lượng của video nghe anh em. Anh em muốn tải chất lượng nào thì mình chọn vào cái chỗ đó. Xong anh em chọn chỗ cho phép. Anh em chọn OK. Nếu có quảng cáo anh em đợi một chút xíu. Vì cái ứng dụng này là miễn phí nên nó có quảng cáo nghe anh em. Thank you.
Hết quảng cáo anh em nhấn chỗ dấu ít nè, để mình chờ trở lại cái ứng dụng của mình. Bây giờ cái video là đang được tải nghe anh em. Anh em đợi một chút xíu. Video tải về nó sẽ nằm ở cái mục download ở đây. Nhưng nó vẫn chưa về máy của anh em. Bây giờ mình kiểm tra thử trên cái máy của mình nghe anh em. Là không có cái video mình vừa tải. Bây giờ mình trở lại cái app và tiếp tục cái bước 2. Anh em chọn chỗ chữ sale nè. Anh em chọn Kai Master nè. Anh em chọn Kai Master. Anh em đợi một chút xíu nha. Bây giờ video được chia sẻ lên Kaimaster. Lúc này anh em không cần làm gì hết. Video tự lưu về máy của anh em luôn. Video vừa tải nằm ở đây rồi. Mình xin được dừng lại nội dung video ngày hôm nay ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.